Những ngày này, tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều tàu cá đành nằm bờ vì thiếu lao động đi biển. Tình trạng này diễn ra từ đầu năm đến nay. Hầu hết các tàu nằm bờ là tàu chuyên làm mành chụp, giã cào, lưới cảng, tàu câu cá ngừ đại dương. Theo các chủ tàu cá, tàu phải neo bờ nhiều tháng vì thiếu lao động trên biển. Do lao động khan hiếm nên nhiều chủ tàu phải đưa trước cho các bạn tàu trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng một người thì mới mong đủ bạn tàu mở chuyến biển. Chưa kể giá thu mua hải sản xuống thấp, năng suất đánh bắt không nhiều nên nhiều bạn tàu đã bỏ nghề chuyển sang làm việc khác trên bờ. À, cuộc sống dân biển cực khổ, mà bây giờ ở trên bờ có điều kiện là họ lên bờ họ làm nhiều hơn, họ không có bám biển như hồi xưa nữa, bởi vì bây giờ là nó thiếu nhân lực đi làm. Thiếu nhân lực làm thì ra biển nó chắc là nhắc trả. Ông Nguyễn Tấn Lầu, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, kiêm chủ tàu cho biết, toàn phường hiện có khoảng 50 tàu cá đánh bắt xa bờ, trong đó nghiệp đoàn có 36 tàu chuyên hành nghề lưới cảng. Do tổn phí chuyến biển tăng cao, sản lượng đánh bắt thấp, cùng với thiếu lao động đi biển, nên hiện 1/3 tàu trên địa bàn nằm bờ. Để tàu hành nghề lưới cảng vươn khơi, mỗi chuyến biển cần từ 11 đến 12 lao động một tàu, còn tàu đánh bắt cá ngừ đại dương từ 5 đến 7 lao động một tàu. Trong khi đó, chi phí cho chuyến đi biển kéo dài hơn 20 ngày đối với nghề lưới cảng lên đến 200 triệu đồng, còn tàu đánh bắt cá ngừ đại dương từ 120 đến 150 triệu đồng bởi giá nhiên liệu, đá cây và nhu yếu phẩm đều tăng cao. Các chủ tàu phải đưa tiền trước cho người lao động đi biển từ 7 đến 8 triệu đồng nghề lưới cảng và 4 đến 5 triệu đồng nghề câu cá ngừ đại dương. Đây là điều bắt buộc bởi nếu không, người lao động sẽ đi tàu khác. Vì vậy, nếu chuyến biển đánh bắt không đạt sản lượng, thua lỗ thì mọi tổn phí sẽ do chủ tàu chịu. Nhưng khi tàu đánh bắt có lãi, người lao động sẽ được chi tiền thêm, trừ tiền đã ứng và cứ tính theo tỷ lệ lợi nhuận 50 trên 50.